Rồi xin chào mọi người, mình với Giao Hòa mới khám phá ra được một chỗ này tuyệt vời luôn các bạn. Mình chỉ đường cho ba mình đi á. Giao Hòa tự chỉ đường để mình khám phá. Cái này đi sâu vô trong xã Phước Hưng luôn nha. Cái đồi cát này là người ta đang khai thác để ta lấy cát người ta bán này mọi người. Đó, hôm nay chủ nhật nên không có xe. Đó, mọi người thấy không, nó lấy cát nhiều quá, bây giờ nó tạo thành một cái hồ luôn, cho mọi người xem cái ao hồ đúng đã luôn nè. Này tắm là đúng bài luôn á, mọi người thấy không. Đó, ở đây chim hót líu lo. Ê, có chó sủa luôn anh em à. Các bạn ơi, ở đây có một con suối nhỏ này, bạn nhìn thấy không. Đó. Mình thấy không? Đó, suối chảy róc rách. Đang có một con gì nó kêu mình không biết nữa. Con gì nó kêu ra qua? Nó cứ kêu. Đó, ra qua đó. Ra qua rất là thích nơi đây, kêu về chưa chịu về luôn. Con có muốn cởi mũ ra chơi cho thoải mái không? Ok. Này, treo bên đây sáng tạo này. Ghê không? Ê, chim gì? Vừa nãy mình với Giao Hòa phát hiện một con chim đúng đẹp luôn đúng không già? Đúng rồi, ở kia kìa. Trời, nó giang cánh bay, trời nhìn đúng thích luôn. Ước gì mình bắt chim đó về, mình tặng cho mẹ. À, dạ hả. Các bạn luôn tìm được một cái lỗ nè. Sao? Ngoài đã phát hiện ra một cái lỗ gì ngầu không? Sau nha. Cái tre này người ta đang trồng nè. Người ta trồng một thời gian nó sẽ lên lũy tre. Không, mình đang dùng cây tre nè. Dạ. Trời, bạnh quá. Đây là khu đất của người ta nha, mình vô như vậy là xâm phạm rồi đó. À, các bạn thấy không? Cây cối tùm không biết có rắn không nữa. Có rắn đó các bạn. Cái đời này cũng có rắn hộ mẹ nha. Bây giờ là nghỉ hè rồi nên Giao Hòa ở nhà nên ba sẽ chở Giao Hòa đi khám phá nhiều nơi đúng không? Đúng rồi. Nghỉ hè các mình sẽ quay cho các bạn xem. Khám phá nhiều nơi để các bạn đi nha. Ở đây mình chưa phát hiện ra con cuốn chiếu nào, quay cho các bạn xem. Các bạn đó. Ơi, hố này rất là sâu. Hố mình đang thúc cái cây vô. Vậy hả? Rất là sâu. Giao Hòa đi kiếm con cuốn chiếu quay cho các bạn xem. Ồ, đây có con bướm dễ thương này các bạn. Các bạn thấy không? Đó, con bướm đẹp không? Đó, nó dễ thương không? Mà nó mới sinh đó. Nó mới sinh đó. Nó mới đẻ ra hả? Đúng rồi, nó mới đẻ ra sinh đó. Dễ thương không? Thương đó. Nó đang làm gì á? Đang bay á. Ê, nó bay rồi nè. Đó, người ta đang trồng một hàng tre luôn. Nếu mà hàng tre này lớn lên là đẹp cực kỳ luôn nha mọi người. Đây là hàng dừa đó nè. Rồi. Đâu, ba đang quay cho mọi người xem mà. Đâu? Rồi rồi, các bạn ơi, Giao Hòa đã phát hiện ra cuốn chiếu. Các bạn chắc chưa thấy con cuốn chiếu bao giờ đúng không? Ê, Giao Hòa nói thiệt không các bạn? Thiệt. Đâu, cuốn chiếu đâu? Cái này nè, ở trong đây nè. Nó to hay nó nhỏ? Nó to. Cái kìa, hãy rồi. Cái nói giỡn mà, đâu phải con cuốn chiếu đâu. Ờ, Giao Hòa. Để mình tìm đó đã, để mình chặt nó, để cho nó ra. Con cuốn chiếu nhìn nó cũng ngầu lắm đó các bạn, nhưng mà nó hiền lắm, nó không có cắn ai đâu. Rồi, hiện tại mình không thấy con cuốn chiếu đâu các bạn. Ở đây có suối mà mình chưa thấy nước luôn đúng không Giao ạ? Đó, mọi người thấy dòng suối không? Ai, mình đã chặt được có một cái cây.
mình chọc con cuốn chiếc đó là con cuốn chiếc rất rất thích ăn cây. Rồi tạm biệt mọi người nha. Mình ra vào khám phá tiếp đây, thấy cái gì hay hay quay lại cho mọi người coi. Bye bye.